Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong những loại khai cuộc mà hai bên chơi đôi công quyết liệt nhất thì chúng ta không thể không nhắc đến phòng thủ Ấn Độ cổ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu vô cùng kịch tính giữa nhà vô địch thế giới thứ 10 Boris Spassky và siêu đại kiện tướng Ivan vào năm 1962. Ivan chính là người đã phát minh ra khai cuộc Gambit Ivan rất nổi tiếng. Ở trong trận đấu này thì Spassky là người cầm quân trắng và Ivan là người chơi quân đen. Các bạn nhấn like để tiếp tục ủng hộ admin phát hành nhiều ván cờ hay cho cộng đồng yêu cờ vua. Và nếu thấy cái cờ nó chưa rõ, các bạn để lại comment, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp. Như thường lệ thì Spassky mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Ivan cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và nhanh chóng đáp trả bằng nước nhảy mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4 chiếm lĩnh trung tâm, nên lên tốt G6 với ý đồ sẽ tương tượng lên G7, đúc lô cốt kiểm soát đường chéo chiến lược A1 H8. Trắng triển khai mã lên C3 kiểm soát chặt chẽ khu vực trung tâm. Đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, từ xa chĩa về phía trung tâm và triển khai phòng thủ Ấn Độ cổ để đối phó với thế trận tấn công của trắng. Trong khai cuộc Ấn Độ cổ này, đen sẽ chủ động nhường trung tâm cho trắng để rồi tìm cách phản công giành lại. Về phần Spassky, được đen nhường trung tâm, trắng lập tức dâng tốt E4, tạo thành bộ 3 tốt E4, D4, C4 cực mạnh, khống chế toàn bộ khu vực trung tâm. Đen lên tốt D6 để phòng trắng bất ngờ xua tốt tràn sang. Trắng lên tốt F3, củng cố trung tâm và triển khai hệ thống G-miss trong phòng thủ Ấn Độ cổ. Đen lên tốt C6, trắng đưa tượng lên E3, tiếp tục đổ bê tông, gia cố vững chắc trung tâm. Trong hệ thống G-miss này thì bên trắng thường nhập thành dài rồi dâng cao các tốt cánh vua để đột phá, mở cột cho các quân nặng ở phía sau tấn công thẳng vào vua đen. Đã quá quen thuộc với trận này nên đen đã lên tốt A6, chuẩn bị dâng tốt B5 phản kích lại bên cánh hậu. Trắng lên hậu D2, không chần chừ, đen nhanh chóng đẩy tốt B5, mở chiến dịch phản công cánh hậu hòng làm suy yếu trung tâm của trắng. Trắng theo kế hoạch nhập thành di chuyển vua vào khu vực an toàn, đồng thời mở đường cho xe ra tham chiến trên cục D. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên giữ căng thẳng ở cánh hậu, nhanh chóng nhập thành rồi tổ chức tấn công vua trắng. Tuy nhiên thì đen đã tỏ ra nôn nóng, muốn giành thế chủ động nên vội vàng đổi tốt sang C4, mở cột B cho xe qua tấn công vua trắng. Trắng ăn tượng lên C4. Đến đây thì đa phần lực lượng của trắng đã được triển khai và có thể tràn tốt sang, đột kích mở trung tâm bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho vua đen. Do đó đen không chậm trễ, liền nhập thành di chuyển vua vào góc bàn cờ. Chỉ chờ có thế, trắng lập tức dâng tốt H4, chuẩn bị tràn sang đột phá cánh vua. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên đẩy tốt H5 để chặn đường tiến xuống của tốt trắng. Trong các chủ đề đối phó với các cuộc tấn công cánh thì việc phản công vào trung tâm là cách đánh hiệu quả nhất. Đen hiểu rõ điều này nên nhanh chóng đẩy tốt D5, phản công vào trung tâm. Nếu mà trắng ăn tốt sang D5 thì đen sẽ ăn tốt sang D5. Trắng chạy tượng về B3 thì khi đó đen sẽ có thêm cột C và có thể bố trí các quân nặng tập trung trên các cột B, C để tham gia tấn công vua trắng. Do đó trắng rút tượng chạy về B3. Đen đổ tốt vào E4 và cho rằng trắng sẽ phải ăn tốt lên E4. Khi đó thì đen sẽ lên tượng G4 tấn công xe và tạm thời đẩy lùi được đợt đột kích bằng tốt H5 bên cánh vua của trắng. Tuy nhiên thì đẳng cấp của nhà vô địch thế giới đã lên tiếng. Spassky nhanh chóng tràn tốt sang H5, khí tốt để phá vỡ hàng rào bảo vệ vua đen. Trường hợp mà đen ăn mã lên H5 thì trắng sẽ đẩy tốt lên G4 bắt mã. Đen chạy mã về F6 thì trắng sẽ luồn hậu sang H2. Đen ăn tốt xuống F3 thì trắng sẽ nhảy mã lên E4
dọa thủ tiêu quân mã F6 đang làm nhiệm vụ bảo vệ tốt H7. Đen lên mã D7 thì trắng sẽ ăn mã lên F3. Đen phi hậu lên A5 thì trắng sẽ nhảy mã vào E5. Đen lùi hậu về C7 rằng để khống chế mã trắng thì trắng sẽ lên tượng F4 và trắng sẽ có một thế trận tấn công áp đảo khi đe dọa đổi cặp mã và chiếu hết ở F7. Trở lại ván cờ thì cho rằng bên trắng chưa tập trung được lực lượng đủ lớn để có thể phá vỡ phòng tuyến bảo vệ vua rất vững chắc của mình, nên liều mạng ăn tiếp tốt xuống F3, cố gắng tranh thủ ăn hơn về lực lượng rồi co về phòng thủ. Chỉ cần thủ được thì sẽ giành chiến thắng. Trước nước cờ quá mạo hiểm của đối phương, ngay cả Spassky cũng cảm thấy bất ngờ. Sau một suy nghĩ thì trắng ăn tốt vào G6, mở cột H cho xe tham chiến. Đen ăn tốt lên G6, dù đã bắt đầu lộ ra những khoảng trống, song việc tấn công vua đen lúc này không hề đơn giản khi mà đen đã có các quân tượng thủ ở G7, công thủ rất là toàn diện để mở được cuộc cánh cửa tấn công vào vua đen. Thì trắng đã phi tượng vào H6, thí tiếp quân tốt ở G2, quyết tâm tiêu diệt tượng phòng thủ chiến lược này. Đen đã vào thế cưỡi lên lưng hổ nên không thể dừng lại và tiếp tục ăn tốt xuống G2 bắt xe. Trường hợp mà trắng ăn hậu sang G2 thì đen sẽ phi tượng lên G4 bắt xe. Trắng nhảy mã lên F3 thì đen sẽ lên tốt E6, bịt đường chéo A2 G8 nơi mà tượng trắng đang rình rập ở B3 lại. Lúc này mà việc thủ tiêu con tượng G7 không còn ý nghĩa nhiều, khi đen sẽ ăn vua lên G7, sau đó sẽ đưa xe sang H8, trung hòa cột mở H với xe trắng, khiến trắng không thể tấn công vua đen. Vì vậy thì trắng đã lùi tượng về G5, chuyển hướng sang rằng mã đen. Lúc này thì đen sẽ lên mã D7, trắng nhảy mã lên E4 thì đen sẽ lùi tượng về F5. Trắng ăn mã vào F6 thì đen sẽ ăn mã lên F6. Trắng qua hậu H2 thì đen sẽ có nước trung gian là qua hậu B8 gạ đuổi hậu. Trắng lên mã E5 thì đen sẽ nhảy mã lên H5, bịt cột H lại và trắng sẽ khó lòng tạo ra các mối nguy hiểm cho vua đen khi mà vua đen được 3 quân nhẹ và có hàng rào tốt bảo vệ, trong khi trắng lại kém đến 2 tốt. Trở lại ván cờ thì sau một hồi tính toán, biết rằng việc ăn hậu sang G2 sẽ làm chậm nhịp độ tấn công vua và đen có thể tận dụng điều này để đưa thêm quân sang phòng thủ. Trắng chủ động chạy xe lên H4 để giữ thế. Đen nhảy mã lên G4, tấn công tượng H6 và bảo vệ ô xung yếu H6. Nếu mà chạy tượng thì sẽ mất tem, nên trắng nhanh chóng đổi tượng vào G7. Đen ăn vua lên G7. Lúc này thì trắng mới ăn hậu qua G2, phối hợp cùng xe để tấn công mã G4. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên qua xe H8 để trung hòa cột mở H nguy hiểm này. Trắng ăn xe sang G4 thì đen sẽ ăn tượng lên G4. Trắng ăn hậu lên G4 thì đen sẽ lên mã D7. Trắng nhảy mã lên F3 thì đen sẽ lên xe H5 và thế cờ sẽ tương đối phức tạp, cơ hội chia đều cho cả hai bên. Còn trường hợp mà trắng đen đẩy tốt F5 thì trắng sẽ triển khai mã lên F3, nên qua xe H8 thì trắng sẽ chồng xe ở H1, buộc đen phải đuổi xe vào H4, đó trắng sẽ ăn xe lên H4. Đen lên mã D7 thì trắng sẽ tung đòn thí xe vào H7 chiếu, buộc đen phải ăn vua sang H7. Lúc này thì trắng sẽ nhảy mã lên G5 chiếu, đen chạy vua về H8 hay là H6 thì đều bị trắng nhảy mã F7 chiếu bắt chết hậu. Còn nếu mà chạy vua sang G7 thì cũng bị trắng nhảy mã vào E6 tung đòn tấn công ngôi bắt chết hậu. Trở lại ván cờ thì trước sự tấn công dồn dập của trắng, đen luống cuống chạy mã về H6. Trắng lập tức triển khai mã lên F3, đưa quân mã vào trận và mở thông hàng ngang số 1 cho quân xe còn lại luồn sang mặt trận cánh vua. Đen nhảy mã lên F5 bắt xe.
trắng chạy xe về H2 nên tiếp tục mắc sai lầm, đưa hậu lên D6, âm mưu phi hậu vào G3 đuổi hậu để chuyển về cờ tàn nhằm hóa giải thế tấn công vào vua và tận dụng ưu thế hơn tốt. Không để cho đen thực hiện ý đồ này, trắng nhanh chóng di chuyển mã lên E5, chiếm đóng cứ điểm ở trung tâm là màn đạp cho các cuộc tấn công. Đen lập tức huy động mã lên D7, gã đổi quân để tỉa bớt quân nhằm giảm bớt áp lực cho cánh vua. Tuy nhiên mọi nỗ lực của đen là đã quá muộn. Trắng lập tức tung mã lên E4 bắt hậu, đồng thời sẵn sàng di chuyển sang tham chiến bên cánh vua. Biết là nguy đến nơi, song đen hầu như không có sự lựa chọn nào khác là phải chạy hậu về C7. Trắng lạnh lùng qua xe H1, chồng xe ở cột H, dọa tiến xuống H7, H8 để chiếu hết. Ở đây mà đen đưa mã lên F6 để tử thủ điểm H7 thì trắng sẽ ăn mã và F6. Đen ăn vua lên F6 thì trắng sẽ lùi mã về G4 chiếu. Đen chạy vua lên G5 thì trắng sẽ lùi tiếp mã về F2 chiếu. Đen nhảy mã vào G3 che thì trắng sẽ luồn mã lên E4 chiếu. Đen chạy vua sang F5 thì trắng sẽ ăn mã về G3 chiếu. Đen chạy vua về F6 thì trắng sẽ phi mã lên E4 chiếu. Đen chạy vua lên F5 thì trắng sẽ lên hậu G5 chiếu. Đen ăn vua vào E4 thì trắng sẽ qua xe E1 chiếu. Đen chạy vua xuống D3 thì trắng sẽ qua xe D2 chiếu hết. Trở lại ván cờ thì trước sức mạnh của cặp xe trắng ở cột mở H, đen luống cuống qua xe G8, mở đường máu cho vua chạy về F8, rồi sang E8 để trốn sang cánh hậu. Trắng nhanh chóng tiến xe xuống H7 chiếu, đen chạy vua về F8, trắng ăn xe qua F7 chiếu, đen chạy vua sang E8. Và đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, vua cờ Spassky lạnh lùng ăn hậu vào G6, tung đòn thí hậu thu hút để dứt điểm trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Biết con không còn khả năng chống đỡ, đại kiện tướng Ivan đành phải đầu hàng để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Các bạn hãy để lại một like để tiếp tục động viên Ad, chia sẻ những video cờ vua hay, và nếu ai đang tìm kiếm tài liệu học cờ vua để nâng cao trình độ thì có thể truy cập vào website cờthongminh.com hoặc vào theo đường link giới thiệu ở bên dưới video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký, subscribe kênh để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.